Em chào cả nhà. Hôm nay cái chậu giá hạt của em nó bung bông nha anh chị em ha. Bông thì cũng khá là đẹp anh chị ha, khá là đẹp luôn, ám anh chị. Cái này hàng Việt Nam Lào nha anh chị em ơi, là 100% Việt Nam Lào nha các bạn. Mũi mắt môi gì cũng ok lắm anh chị em ơi. Cánh bay nha chị ha, cánh bay cong vút luôn, cánh bay cong vút luôn đó. Anh chị nào yêu thương thì liên hệ nha, bây giờ không còn giá như ngày hôm qua nữa anh chị em ha. Tại hôm qua là bán giá thủ số, bây giờ là bán giá mặt hoa nha anh chị ha, nên chị em nào chơi thì cứ liên hệ đó. Màu tuyết luôn nha cả nhà, thằng này chưa nở hết nha, thằng này mới vừa bung thôi, thằng này ở trước, thằng này mới bung thôi. Mời cả nhà ngắm hoa nha. Thân hiện tại là chỉ có một cái mầm gốc thôi anh chị em, mầm gốc đang đi ngọn, một mầm gốc đang đi ngọn nha anh chị ha, một mầm gốc đang đi ngọn đó. Em trồng cũng hơi sơ sát anh chị thông cảm nha, ai mà thiện chí thì gom về chăm lại giúp em ha. Mỗi góc nhìn nha anh chị em ha, đa chiều. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em. Anh chị yêu thương sản phẩm này cứ liên hệ bên số điện thoại của em anh chị ha.